Thưa quý vị và các bạn, macca là loại cây lâm nghiệp đa tác dụng, là cây gỗ lớn thường xanh có thể cao tới 18 mét, tán rộng tới 15 mét, tuổi thọ có thể lên đến 90-100 năm. Trồng một lần có thể cho thu hoạch từ 80 đến 90 năm. Là cây được mệnh danh là nữ hoàng quả khô và là loài cây ăn quả có giá trị kinh tế cao. Quả cây macca là loại quả khô, sau khi thu hoạch chỉ cần sơ chế đúng cách tại chỗ là có thể bảo quản được 6 tháng đến 1 năm. Hạt macca chứa hàm lượng dinh dưỡng khá cao, có lợi cho cơ thể và giá thành ổn định. Sản phẩm từ macca rất đa dạng như hạt macca, rượu macca, bánh kẹo, sô-cô-la macca, tinh dầu macca, mỹ phẩm macca, dầu gội macca, sữa hạt macca, v.v. Hiện nay hàng ngày đang có khoảng 100 triệu người sử dụng hạt macca. Sản lượng trồng ra chưa đáp ứng được 1/4 nhu cầu thị trường. Vì vậy, đây là loại cây có khả năng cho hiệu quả kinh tế, giúp người dân giảm nghèo bền vững và có thể làm giàu. Tại tỉnh Điện Biên, cây macca đã được Nguyên Phó Thủ tướng Nguyễn Công Tạn đưa lên trồng thử nghiệm tại một số huyện và thành phố Điện Biên Phủ từ năm 2002. Đến năm 2009, cây macca được đưa vào trồng thông qua một số chương trình dự án và sau đó được người dân và doanh nghiệp phát triển mở rộng diện tích trồng trong những năm gần đây. Tuần Giáo là huyện triển khai trồng và phát triển cây macca sớm nhất của tỉnh Điện Biên. Năm 2013-2014, cây macca đã được doanh nghiệp Công ty Cổ phần Macca Damia Điện Biên phối hợp với người dân xã Quải Nưa tổ chức trồng thử nghiệm thông qua việc hỗ trợ người dân trồng. Diện tích này đến nay hiện còn khoảng 14 hectare. Sản lượng quả tươi năm 2022 là 35 tấn quả. Đã có nhiều cây tại vườn macca của hộ gia đình ở xã Quải Nưa cho thu hoạch quả tươi từ 80 đến 100 kg một quả trên cây. Cách đây 10 năm về trước, khi chưa biết đến cây macca, cả vùng đất này chỉ trồng tre, sắn, lúa nương, hiệu quả kinh tế thấp. Năm 2013, được Công ty Cổ phần Macca Damia Điện Biên cấp giống đưa vào trồng thử nghiệm. Gia đình ông Lã Văn Tranh ở bản Phan Nàng, xã Quải Nưa, huyện Tuần Giáo đã mạnh dạn trồng hơn 260 cây macca. Quá trình trồng chăm sóc nhận thấy đây là loại cây dễ sống, ít sâu bệnh, không tốn nhiều công chăm sóc, có thể tận dụng trồng trên các đồi dốc. Trồng đến năm thứ tư đã cho ra hoa đậu quả. Năm thứ năm, vườn cây đã cho thu hoạch. Đối với loại cây này, càng thêm năm tuổi thì cây cho sản lượng quả càng cao. Cũng theo ông Tranh, năm 2022, ông đã thu về gần 100 triệu đồng từ khu vườn macca của gia đình mình. Số cây có quả cũng như số quả trên cây nhiều hơn. Năm nay, ông mạnh dạn đầu tư thêm loại phân bón chuyên dùng cho cây macca nên quả to đẹp hơn, chất lượng quả tốt hơn. Với việc cây macca cho thu hoạch ổn định, ông Tranh chia sẻ chỉ cần học thêm kỹ thuật tỉa cành, bón phân, chăm sóc, bảo quản sâu bệnh thì càng lâu năm, cây macca sẽ càng nâng cao sản lượng quả. Đầu tiên tôi trồng cây tre, xong về sau trồng các loại cây khác như cây ngô, một số cây trồng khác nhưng mà tôi thấy nó không kết quả. Thì tôi nghe thêm tin và là người ta nói là cây macca này nó cũng dễ bảo quản. Và nó không như các loại cây khác, ví dụ như cây mận thì nó thối, nó ung, rồi cây này thì để hàng năm, 2-3 năm cũng được, nó không thối và dễ bảo quản, rồi là tiêu thụ nó không dễ. Khi mà có thì người ta lại tự đặt đến mua. Thế cho nên là cũng rồi giá thành nó cũng cao. Thế tôi quyết tâm là phải đầu tư cây này. Thì so với các cây trồng khác thì nếu mà có đất trồng thì nếu mà ở bãi bằng thì càng tốt. Và hơn nữa là có cái chỗ mà nó có nước thì càng càng tốt hơn. Nhưng mà rất tiếc là cũng chưa có diện tích, chưa tìm được diện tích. Thế nhưng tôi thấy nếu mà nói về người nông dân thì đầu tư được cây macca này cũng có hiệu quả so với các cây trồng khác. Trên diện tích đất dốc hoang hóa của gia đình, năm 2013, gia đình bà Tòng Thị Thoan ở bản Chăn, xã Quải Nưa, huyện Tuần Giáo quyết định trồng thử nghiệm 150 cây macca, được hỗ trợ phân bón, hướng dẫn kỹ thuật trồng, chăm sóc, kiểm tra, theo dõi sát sao. Cây sau khi trồng phù hợp với khí hậu thổ nhưỡng nên sinh trưởng và phát triển tốt. Khi mới trồng thử nghiệm, gia đình bà Thoan rất băn khoăn về sự phù hợp của loại cây này. Tuy nhiên sau gần 10 năm chăm sóc, cây đã cho thu nhập tăng dần, sản lượng vụ sau cao hơn vụ trước, thì đó là tín hiệu đáng mừng. Mở ra hy vọng về cây có khả năng xóa đói giảm nghèo cho gia đình nói riêng và người dân trong bản nói chung. Gia đình tôi thì trồng cây macca thì năm 2013. Trong quá trình chăm sóc thì cây macca phát triển rất tốt.
Đến năm 2018 thì đã được thu hoạch. Ông Quảng Văn My ở bản Giáng, xã Quải Nưa, huyện Tuần Giáo cho biết, trên diện tích đất dốc bạc màu bị bỏ hoang nhiều năm, gia đình ông trồng thử nghiệm cây mắc ca. Sau khi trồng rất phù hợp khí hậu thổ nhưỡng nên sinh trưởng và phát triển tốt, hy vọng mở ra một hướng đi mới cho gia đình. Năm 2013 thì tôi lại đăng ký vào trồng cái cây mắc ca này do dự án của ba tỉnh phía Bắc, Sơn La, Điện Biên, Yên Bái. Đến năm 2018 thì mới được thu. Đây năm 2022 vừa rồi thì tôi cũng thu được gần 1 tấn. Thì khái cũng chi phí thì cũng vừa đủ trang trại cho gia đình. Từ hiệu quả đem lại, thời gian tới xã Quải Nưa sẽ tiếp tục tuyên truyền bà con nông dân trong xã nhân rộng diện tích trồng cây mắc ca, giúp bà con nơi đây xóa đói giảm nghèo và tiến tới làm giàu ngay trên chính mảnh đất quê hương mình. Trên địa bàn xã Quải Nưa thì chúng tôi cũng rất là may mắn, bắt đầu từ năm 2013 thì đã được thử nghiệm trồng cây mắc ca trên địa bàn xã Quải Nưa. Và đến năm 2021-22 này thì kết quả đánh giá thì cây mắc ca phát triển rất là tốt. Chính vì vậy thì Đảng ủy chính quyền xã Quải Nưa thì chúng tôi cũng đã định hướng cho tuyên truyền cho bà con nhân dân là phát triển cây mắc ca là cây chủ lực của xã trên địa bàn. Chính vì vậy thì trong năm 2022 thì chúng tôi đã thành lập được một hợp tác xã và đã trồng được 67 hecta cây mắc ca. Hiện nay thì qua kiểm tra thì cây mắc ca được các hộ dân trong hợp tác xã thì chăm sóc, bảo vệ và phát triển rất là tốt. Chính vì vậy thì trong cấp ủy chính quyền địa phương thì chúng tôi cũng đã tiếp tục tuyên truyền vận động. Dự kiến trong năm 2023 này thì sẽ phát triển thêm khoảng tầm 20 đến 30 hecta cây mắc ca nữa. Hiện nay ngoài hình thức trồng mắc ca theo dự án đầu tư của doanh nghiệp, thực hiện chủ trương của Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Ủy ban Nhân dân tỉnh, huyện Tuần Giáo đã và đang chỉ đạo phát triển diện tích trồng cây mắc ca theo liên kết giữa người dân và nhà đầu tư thông qua các hợp tác xã, tổ hợp tác để phát triển diện tích mắc ca riêng của người dân. Năm 2022, toàn huyện đã tổ chức trồng được 149,52 ha theo hình thức này tại các xã Quài Nưa 68,19 ha, Tỏa Tình 39,51 ha, Pú Nhung 11,31 ha, Quài Cang 30,51 ha. Đến thời điểm này, tổng diện tích mắc ca đã trồng toàn huyện đến hết năm 2022 là 1.566,09 ha, doanh nghiệp là 1.400 ha, các hộ dân là 166,09 ha. Diện tích cho thu quả khoảng 314 ha, sản lượng 135 tấn quả tươi. Qua quá trình theo dõi, đánh giá cho thấy cây mắc ca trồng tại Tuần Giáo khá phù hợp với điều kiện khí hậu đất đai, tốc độ và khả năng sinh trưởng tốt, tỷ lệ cây sống đạt trên 98%. Thời gian vừa qua do công ty cổ phần mắc ca Damia Điện Biên đang khó khăn về kinh tế nên đã ảnh hưởng đến công tác đầu tư chăm sóc vườn cây của công ty. Việc chi trả tiền lương cho công nhân, chi trả tiền thuê đất cho người dân chậm, phần nào ảnh hưởng đến niềm tin của người dân vào cây mắc ca. Tuy nhiên đây chỉ là khó khăn riêng của công ty, điều này không ảnh hưởng đến chủ trương định hướng chỉ đạo phát triển cây mắc ca cũng như hiệu quả kinh tế mà cây mắc ca đem lại. Hiện nay cái nền sản xuất nông nghiệp của Tuần Giáo vẫn là một cái nền sản xuất nông nghiệp lạc hậu, manh mún, chủ yếu là trồng lúa, trồng ngô, trồng sắn, thu nhập rất thấp. Người dân thì vướng vào cái vòng luẩn quẩn, cứ đầu vụ thì ứng giống, ứng phân bón, đến khi thu hoạch thì sau khi trả nợ thì còn lại không đáng bao nhiêu. Có những vụ thì mất mùa thì người dân thậm chí còn lỗ, và đất đai thì ngày càng bạc màu nên là cái tỷ lệ người dân bỏ nương, diện tích bỏ hoang càng ngày càng tăng. Do đó cái việc chuyển đổi cơ cấu cây trồng, chuyển sang các cái cây trồng dài ngày có giá trị kinh tế cao là cái yêu cầu cấp thiết và cần phải triển khai thực hiện ngay. Sau khi cân nhắc kỹ lưỡng, Ủy ban Nhân dân huyện xác định cây mắc ca sẽ là cây trồng chủ lực, sẽ là hướng đi để cho người dân Tuần Giáo thoát nghèo. Trên cơ sở các mục tiêu nhiệm vụ phát triển cây mắc ca đến năm 2025 tại Nghị quyết số 07 ngày 9 tháng 12 năm 2021 của Huyện ủy về phát triển sản xuất nông lâm nghiệp gắn với xây dựng nông thôn mới tỉnh Điện Biên giai đoạn 2021-2025,
kế hoạch số 105 ngày 28 tháng 4 năm 2022 của Ủy ban nhân dân huyện Tuần Giáo, cơ cấu lại ngành nông nghiệp của huyện giai đoạn 2021-2022, định hướng đến năm 2030. Kế hoạch số 113 ngày 10 tháng 5 năm 2022 của Ủy ban nhân dân huyện Tuần Giáo về triển khai thực hiện đề án phát triển kinh tế lâm nghiệp bền vững trên địa bàn tỉnh Điện Biên giai đoạn 2021-2025, định hướng đến năm 2030 trên địa bàn huyện Tuần Giáo, và tranh thủ tận dụng nguồn lực rất lớn hiện nay từ các chương trình mục tiêu quốc gia, nguồn vốn hỗ trợ sản xuất nông nghiệp, thực hiện cơ cấu lại ngành nông nghiệp của tỉnh. Huyện sẽ tập trung lãnh đạo chỉ đạo, huy động sự vào cuộc của cả hệ thống chính trị của huyện, xã, bản để phát triển diện tích cây mắc ca cho người dân theo hình thức hợp tác, liên kết với nhà đầu tư lớn, có tiềm lực kinh tế, có kỹ thuật, có nhà máy chế biến. Trên địa bàn huyện, để nhanh chóng phát triển thành vùng nguyên liệu mắc ca quy mô lớn, phục vụ công nghiệp chế biến. Phải nói rằng đây thực sự là cơ hội thoát nghèo tiến tới làm giàu cho người dân trên địa bàn huyện, đặc biệt là khi tỷ lệ hộ nghèo toàn huyện đang rất cao, năm 2022 là 41,5%. Mỗi hộ gia đình chỉ trồng khoảng 100 cây mắc ca, sau 7 năm, mỗi cây cho thu nhập trên dưới 1 triệu đồng trên một cây, tổng thu trên dưới 100 triệu đồng một hộ. Nếu 1 hecta trồng một độ 280 cây thì cho thu nhập quả có thể lên đến 260 đến 300 triệu đồng một hecta. Như vậy cho thấy cây mắc ca cho hiệu quả kinh tế ưu thế vượt hơn các cây ăn quả phổ biến hiện trồng. Qua quá trình theo dõi, cây mắc ca trồng tại Tuần Giáo khá phù hợp với điều kiện khí hậu đất đai và khả năng phát triển tốt. Cây mắc ca là loài cây 3 trong 1, công, nông, lâm, tuổi thọ hàng trăm năm, có thể trồng trên đất dốc, đất nương bạc màu. Đặc biệt cây có khả năng hạn chế rửa trôi sói mòn đất, có thể trồng thành rừng phòng hộ với mật độ trên 400 cây trên 1 hecta. Phủ xanh đất trống đồi núi chọc, góp phần bảo vệ môi trường sinh thái và đem lại hiệu quả kinh tế cao. Dự án trồng mắc ca đã và đang góp phần mang lại hiệu quả thiết thực, giải quyết 3 bài toán khó đối với huyện cửa ngõ Tuần Giáo của tỉnh là kinh tế, xã hội, môi trường. Tuy nhiên, vấn đề tiêu thụ sản phẩm mắc ca là nỗi lo của người dân và là trăn trở của chính quyền địa phương. Trong thời gian tới, huyện sẽ tiếp tục kết nối với các đơn vị doanh nghiệp lớn có tiềm lực kinh tế, nhà máy chế biến, đồng thời có định hướng chủ trương cụ thể đối với việc trồng mắc ca trên địa bàn để tìm được đầu ra thuận lợi, giúp bà con ổn định, yên tâm sản xuất. Nhu cầu cái hạt mắc ca hiện nay rất là lớn và ngày càng tăng. Cái sản lượng hạt mắc ca hiện nay thì mới đáp ứng được 1/4 của nhu cầu. Hạt mắc ca thì không những tiêu thụ trong nước mà còn xuất khẩu trên các nước ở trên thế giới. Và một điều đặc biệt nữa là không phải nơi nào cũng trồng được cái cây mắc ca. Như ở Việt Nam thì chỉ có Tây Bắc và Tây Nguyên có thể trồng được cây mắc ca cho hiệu quả kinh tế cao. Và Tuần Giáo của chúng ta thì rất là may mắn khi có khí hậu, thổ nhưỡng là phù hợp với cây mắc ca và đã được trồng khảo nghiệm từ những năm 2014-2015 cho kết quả rất là phù hợp và cho sản lượng tốt. Ủy ban nhân dân huyện sẽ kết nối với các doanh nghiệp lớn có tiềm lực kinh tế để liên kết trồng mắc ca với người dân. Khi diện tích đủ lớn thì doanh nghiệp sẽ cam kết xây dựng nhà máy chế biến trên địa bàn huyện Tuần Giáo. Và thay mặt cho lãnh đạo huyện, tôi xin khẳng định là toàn bộ cái sản lượng mắc ca do người dân trồng theo mô hình liên kết sẽ được bao tiêu toàn bộ, nên người dân yên tâm trồng và chăm sóc thật tốt cho cây mắc ca. Theo một số nguồn tin phản ánh của người dân trồng mắc ca, có một số hộ gia đình thu hoạch mắc ca trong hai mùa vừa qua sản lượng thấp, chất lượng mắc ca kém, vỏ ngoài đẹp nhưng bên trong hạt sâu lép không đầy nhân. Lý giải về nguyên nhân này chủ yếu liên quan đến quy trình chăm sóc cây, đặc biệt vào thời điểm ra hoa. Trong 2 năm vừa qua thì là chỗ cái mắc ca thì chúng ở một số bà con trên địa bàn huyện đã được thu hoạch cũng như là đã cho sản lượng. Tuy nhiên thì sản lượng mắc ca vừa rồi là sản lượng thấp, và thứ hai nữa là về quả mắc ca tôi thấy là có hiện tượng sâu bệnh nhiều và hiện tượng hạt lép và cũng như hạt thối là rất là nhiều, là do là bà con chưa nắm được quy trình chăm sóc cây mắc ca về cách bón phân
để cho quả mắc ca nó to, đúng sai của nó là chưa hiểu cách bón phân, cũng như là cái quy trình phòng trừ sinh vật gây hại sâu bệnh đối với quả mắc ca là chủ yếu trong thời gian vừa qua là bị sâu đục thân rất là nhiều và sâu đục quả. Đấy, trong thời gian tới thì Trung tâm Dịch vụ Nông nghiệp huyện Tuần Giáo cùng với phòng nông nghiệp cũng như là công ty cổ phần Macca Diama cùng với công ty cổ phần công nghệ cao sản xuất nông nghiệp công nghệ cao để cùng nhau tiến hành giúp đỡ bà con nắm được cái quy trình kỹ thuật để chăm sóc Macca để làm cho quả Macca có giá trị kinh tế cao cũng như là đạt năng suất chất lượng cao trong thời gian tới. Điểm mấu chốt và quan trọng nhất để có thể trồng cây Macca thành công ở đây vẫn là ở người dân. Người dân cần thay đổi nhận thức tư duy, chuyển từ sản xuất nông nghiệp thuần túy sang kinh tế nông nghiệp hàng hóa. Xác định phát triển cây Macca là cho gia đình mình được hưởng lợi 100% giá trị vườn cây mang lại khi thực hiện trồng Macca theo liên kết với doanh nghiệp. Từ đó thay đổi tập quán, cách thức canh tác, thực hiện trồng, chăm sóc cây Macca theo đúng quy trình kỹ thuật thì mới thành công và cho hiệu quả kinh tế cao. Người dân phải chú trọng thứ nhất là cái việc chọn đất, thứ nhất là đất ở đây là phải đảm bảo cái độ cao dưới 1.000m và độ dốc từ 25 độ trở xuống. Bố trí chuẩn bị cái phân chuồng trong cái quá trình chăm sóc cây Macca, ngoài cái phân NPK, người dân phải chú trọng cái việc rẫy cỏ là vun gốc cũng như là cái việc mà cắt tỉa cái cành để tạo tán cho cây Macca để đảm bảo cái Macca là có cái tán rộng. Chú trọng đến cái việc quản lý bảo vệ cái vườn cây để không để cho gia súc và châu bò phá hoại cái vườn cây, để đảm bảo cái vườn cây của gia đình nó được quản lý bảo vệ tốt cũng như được chăm sóc, thực hiện đảm bảo các cái quy trình kỹ thuật theo cái hướng dẫn kỹ thuật như tập huấn kỹ thuật của doanh nghiệp cũng như là các cái cán bộ chuyên môn như cán bộ khuyến nông của xã và cán bộ của Trung tâm Dịch vụ Nông nghiệp huyện. Ngoài được nhà nước hỗ trợ cây giống Macca, phân bón hóa học, phân hữu cơ, thuốc mối, vôi bột theo chính sách hỗ trợ hiện hành của tỉnh và các chương trình mục tiêu quốc gia, người dân cần thay đổi tư duy, chuyển hình thức từ chăn nuôi trâu bò, thả rông sang hình thức nuôi nhốt để vừa dễ chăm sóc phòng trị dịch bệnh, thúc đẩy phát triển chăn nuôi, vừa bảo vệ đàn gia súc, vừa bảo vệ môi trường và quan trọng nữa là tích trữ tận dụng được chất thải chăn nuôi để bón cho các cây trồng khác, trong đó có cây Macca. Nuôi nhốt trâu bò ấy nó rất là tiện lợi. Tiện lợi cái thứ nhất là kiểm soát được dịch bệnh. Cái thứ hai thì là tận dụng được phân bón. Đấy. Tăng thu nhập thêm cái vấn đề tiền phân bón. Thậm chí chúng tôi còn bán ra ngoài. Và hai nữa là năm nay vài năm gần đây thì xã Quài Đưa đang thực hiện cái chủ trương chính sách của Đảng nhà nước. Đối với gia đình chúng tôi thì các hộ đã trồng tích cực trồng cây Macca và tận dụng phân nguồn phân bón này là không cho phí, từ trước là người ta dân không biết lấy. Đấy, đến bây giờ là hoàn toàn là nhà nào cũng biết thu gom để tận dụng lấy phân này mang về bón cho cây trồng. Đấy, đặc biệt nhất là cây Macca. Từ những thành công bước đầu của cây Macca đã mở ra hướng đi mới trong phát triển kinh tế của người dân, nhất là đồng bào dân tộc thiểu số ở huyện Tuần Giáo. Tác động tích cực tới đời sống thu nhập của đồng bào dân tộc thiểu số tại địa phương, góp phần thay đổi diện mạo nông thôn. Trong thời gian tới, ngoài công ty cổ phần Macca Damia Điện Biên, còn có nhiều công ty doanh nghiệp lớn đang khảo sát nghiên cứu đề xuất đầu tư dự án trồng cây Macca và cây dược liệu cùng một số loại cây khác trên địa bàn huyện. Không chỉ phủ xanh thêm nhiều diện tích đất trống, đồi trọc, cây Macca đang mang lại thu nhập ngày càng cao cho người dân ở huyện Tuần Giáo. Tin tưởng rằng với những thành công bước đầu từ cây Macca trên địa bàn huyện Tuần Giáo sẽ là tiền đề vững chắc, mở ra cơ hội mới để người dân, nhất là đồng bào các dân tộc thiểu số có thêm tư liệu sản xuất, mang lại nguồn thu nhập cao. Từ đó góp phần cùng Đảng bộ, chính quyền huyện đẩy mạnh thực hiện cơ cấu lại ngành nông nghiệp, cải thiện và nâng cao chất lượng cuộc sống nhân dân, góp phần tạo thêm sinh kế, giúp người dân vươn lên xóa đói giảm nghèo bền vững, tiến tới làm giàu chính đáng trên mảnh đất Tuần Giáo và hoàn thành các tiêu chí chương trình xây dựng nông thôn mới, khẳng định vị thế hoàng hậu quả khô trên vùng đất cửa ngõ. Việc trồng và phát triển cây Macca là một chủ trương lớn của huyện
một mang tính chất đột phá trong phát triển kinh tế, xã hội, xóa đói giảm nghèo. Lãnh đạo huyện sẽ làm tất cả những gì có thể, sẽ vận dụng mọi chế độ chính sách để người dân nhận được mức hỗ trợ tốt nhất, thời gian hỗ trợ dài nhất. Tôi đề nghị cả hệ thống chính trị từ huyện, xã đến các thôn bản coi đây là một nhiệm vụ chính trị quan trọng hàng đầu để tập trung lãnh đạo, chỉ đạo và tổ chức thực hiện. Kết quả triển khai thực hiện trồng và phát triển cây mắc ca sẽ là cơ sở để đánh giá năng lực cán bộ, đồng thời cũng là cơ sở để quy hoạch, đề bạt, bổ nhiệm và luân chuyển cán bộ. Tôi đề nghị người dân Tuần Giáo hãy tin tưởng vào cái chủ trương định hướng này của huyện để thay đổi nhận thức và trồng chăm sóc thật tốt cho vườn cây mắc ca nhà mình và cùng chờ đến ngày hái quả.